kiều bào đến từ Rumani, đó là anh Đăng Ngọc. Anh sẽ gửi tới tất cả chúng ta một bài hát rất là hào hùng được viết về những người thanh niên Việt Nam, đó là bài hát của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh được mang tên Tự Nguyện. Một tràng pháo tay dành cho anh Đăng Ngọc. Vâng, lời đầu tiên Đăng Ngọc xin thay mặt cho hơn 500 kiều bào đang sinh sống, học tập, công tác tại Cộng hòa Romani gửi tới các thủ trưởng đoàn công tác, gửi tới tất cả các anh các chị và đặc biệt là đến cán bộ chiến sĩ đảo Song, đảo Sơn Ca một lời chào, một lời chúc trân trọng nhất. Xin cảm ơn ạ. Chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đoá hướng dương, nếu là mây tôi sẽ là một vừng mây ấm, là người tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nối liền. Là hoa tôi nở tình yêu ban sơ, muôn trái tim ngất ngây hòa bình. Là mây theo làn gió tung bay khắp trời, nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời. Là người xin một lần khi nắm xuống, nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đoá hướng dương, nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm, là người tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nối liền. Là hoa tôi nở tình yêu ban sớm, cùng muôn trái tim ngất ngây hòa bình. Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời, nghìn xưa oai hùng đó tôi xin tiếp lời. Là người xin một lần khi nắm xuống, nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc bao tin nối liền. Là hoa tôi nở tình yêu ban sớm, cùng muôn trái tim ngất ngây hòa bình. Là mây theo làn gió tung bay khắp trời, nghìn xưa oai hùng đó
xin tiếp lời là người. Xin một lần khi nằm xuống nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Là người xin một lần khi nằm xuống nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Đăng Ngọc. Và sau đây trở lại với chương trình giao lưu.